Thuận lực an lập bất khả thuyết, thế giới theo thứ tự trong một lỗ chân lông. Đến các đạo tràng của chư Phật khắp pháp giới chỉ bày các chúng sinh, đều khiến được vào môn đại trí huệ. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc. Từ đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được mấy thứ thần thông lực của tất cả Bồ Tát gia trì. Đó là: một, đắc được thần thông lực đại lực vô lượng rộng lớn; hai, đắc được thần thông lực trí huệ tự tại vô lượng; ba, đắc được thần thông lực không cần động thân hình mà hiện khắp tất cả cõi Phật; bốn, đắc được thần thông lực nhậm vận tự tại, viên dung vô ngại, không gián đoạn; năm, đắc được thần thông lực có thể đem tất cả cõi nước chư Phật nhiếp tại một nơi; sáu, đắc được thần thông lực một thân hóa làm vô lượng thân để khắp tất cả cõi Phật; bảy, đắc được thần thông lực thanh tịnh giải thoát viên mãn vô ngại du hí ba cõi; tám, đắc được thần thông lực một niệm nhậm vận tự tại không chỗ tạo tác; chín, đắc được thần thông lực trụ nơi không tánh không nương tựa; mười, đắc được thần thông lực an lập bất khả thuyết thế giới theo thứ tự trong một lỗ chân lông, có thể đến khắp đạo tràng của chư Phật trong pháp giới chỉ bày cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho được vào môn đại trí huệ. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, vào môn Phổ Hiền sinh hạnh Bồ Tát, dùng trí tự tại trong khoảng một niệm vào khắp vô lượng cõi nước chư Phật, một thần dùng thọ vô lượng cõi Phật, được trí huệ trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, luôn dùng trí huệ quán thấy hy vô biên các cõi nước chư Phật, vĩnh viễn không sinh khỏi tâm nhị thừa. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phương tiện Phổ Hiền, vào cảnh giới trí huệ sinh vào nhà Như Lai trụ đạo Bồ Tát, đầy đủ bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng tâm thù thắng không nghĩ bàn, hành vô lượng nguyện chưa từng ngừng nghỉ, biết rõ tất cả thế giới ba đời. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu pháp môn thanh tịnh Phổ Hiền, nơi một đầu sợi lông bao dung tận hư không khắp pháp giới, bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả cõi nước đều kiến thấy rõ như một đầu sợi lông khắp pháp giới cõi hư không, mỗi mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, vào trong hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu, sinh ra tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát tu, dùng trí huệ tự tại trong khoảng một niệm vào khắp mười phương tất cả cõi nước của chư Phật, và trong một thân có thể dung nạp vô lượng cõi nước chư Phật, đắc được trí huệ trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật trong mười phương, thường dùng trí huệ chẳng có sự ràng buộc đó, quán thấy vô biển cõi nước chư Phật, vĩnh viễn không phát khởi tâm nhị thừa, chẳng thối thất tâm đại bồ đề. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu hành phương tiện của Bồ Tát Phổ Hiền, vào trong cảnh giới trí huệ sinh vào nhà Như Lai trụ đạo Bồ Tát, đầy đủ bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng tâm thù thắng không thể nghĩ bàn, hành vô lượng nguyện rộng lớn chưa từng ngừng nghỉ, biết rõ tất cả pháp giới ba đời. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu pháp môn thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền, nơi một đầu sợi lông có thể bao dung tận hư không khắp pháp giới, bất khả thuyết tất cả cõi nước, mỗi cõi nước đều thấy rõ ràng như một đầu sợi lông như vậy, tận hư không khắp pháp giới, mỗi mỗi đầu sợi lông cũng đều như thế. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu thầm tâm phương tiện Phổ Hiền, ở trong một tâm niệm hiện ra tâm niệm bất khả thuyết kiếp của một chúng sinh. Như vậy cho đến trong một niệm hiện ra gần ấy kiếp tâm niệm của tất cả chúng sinh. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, và bậc phương tiện hạnh hồi hướng Phổ Hiền, ở trong một thân đều bao dung tận pháp giới bất khả thuyết thân mà chúng sinh giới không tăng giảm, nhiều một thân cho đến tất cả thân khắp cùng pháp giới cũng đều như vậy. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại nguyện phương tiện Phổ Hiền, xả lìa tất cả tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo, vào khắp tất cả cảnh giới của chư Phật, thường thấy pháp thần thanh tịnh của chư Phật đồng với cõi hư không, tướng tốt trang nghiêm, thần lực tự tại, thường dùng tiếng vi diệu khai thị diễn nói vô ngại không dứt, khiến cho người nghe được đều như pháp thọ trì, đầy thần Như Lai biết rõ không chỗ được. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu thâm tâm phương tiện đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong một niệm hiện ra bất khả thuyết kiếp tâm niệm của một chúng sinh. Giống tình hình như vậy, cho đến trong một niệm hiện ra bất khả thuyết kiếp tâm niệm của tất cả chúng sinh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, và bậc phương tiện hạnh hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền tu, và trong một thân chúng sinh đều dung nạp được tận pháp giới bất khả thuyết thân chúng sinh,
nhưng ở trong chúng sinh giới cũng chẳng tăng thêm, cũng chẳng giảm bớt. Như một thân chúng sinh như vậy, cho đến tất cả thân khắp cùng pháp giới cũng đều như vậy. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại nguyện phương tiện của Bồ Tát Phổ Hiển Tu, xả liệt tất cả vọng tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy hiểu điên đảo, mà vào khắp trong cảnh giới của mười phương chư Phật. Thường thấy pháp thân thanh tịnh của tất cả chư Phật đồng với cõi hư không, tướng tốt rất trang nghiêm, thần lực nhậm vận tự tại. Thường dùng tiếng vi diệu khai thị chúng sinh, dễ nói các pháp, pháp môn viên dùng chẳng có mọi chướng ngại, cũng chẳng khi nào dứt, khiến cho người nghe pháp đều như pháp thọ trì. Đối với thân Phật biết rõ không chỗ được. Tại sao? Vì pháp thân của Phật là tận hư không khắp pháp giới, chẳng có chỗ nào mà không có, cho nên không chỗ được. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phổ hiền, trụ bậc Bồ Tát, ở trong một niệm vào tất cả thế giới. Đó là vào thế giới ngửa, thế giới úp, thế giới rộng lớn, bất khả thuyết, bất khả thuyết, lưới võng răng bày mười phương tất cả mọi nơi, dùng lưới nhân đà la phân biệt phương tiện, khắp phân biệt tất cả pháp giới, đem đủ thứ thế giới vào một thế giới, đem bất khả thuyết vô lượng thế giới vào một thế giới, đem tất cả pháp giới an lập vô lượng thế giới vào một thế giới, đem tất cả cõi hư không an lập vô lượng thế giới vào một thế giới, mà cũng không hoại tướng an lập, đều khiến cho thấy rõ. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, từ đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiển Tu, chỗ nơi bậc Bồ Tát, ở trong một niệm vào khắp tất cả thế giới mười phương, tức là một vào thế giới ngửa, hai vào thế giới úp, ba vào thế giới rộng lớn, bất khả thuyết lưới võng răng bày mười phương tất cả mọi nơi, bốn dùng lưới nhân đà la phân biệt phương tiện, khắp phân biệt tất cả thế giới, năm đem đủ thứ thế giới vào trong một thế giới, sáu đem bất khả thuyết thế giới vào trong một thế giới, bảy đem tất cả thế giới an lập vô lượng thế giới vào trong một thế giới, tám đem tất cả cõi hư không an lập vô lượng thế giới vào trong một thế giới, song tự thể của mỗi mỗi thế giới vẫn tồn tại, không bị phá hoại hoặc bị hủy hoại, cho nên nói không hoại tướng an lập, khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch thấy được sự tồn tại của mỗi thế giới. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tụ tập hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền được Phật quán đảnh, ở trong một niệm vào bậc phương tiện, thành tựu viên mãn an trụ các hạnh trí báu, đều biết rõ tất cả các tưởng, đó là tưởng về chúng sinh, tưởng về pháp, tưởng về cõi, tưởng về phương hướng, tưởng về Phật, tưởng về thế gian, tưởng về nghiệp, tưởng về hạnh, tưởng về giới, tưởng về hiểu biết, tưởng về căn, tưởng về thời, tưởng về trì, tưởng phiền não, tưởng thanh tịnh, tưởng thành thục, tưởng thấy Phật, tưởng chuyển pháp luân, tưởng nghe pháp hiểu rõ, tưởng điều phục, tưởng vô lượng, tưởng xuất ly, tưởng đủ thứ bậc, tưởng vô lượng bậc. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, từ đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền Tu, đắc được mười phương chư Phật, dùng nước cam lồ quán đảnh thọ bậc pháp vương, ở trong một niệm vào bậc phương tiện, thành tựu viên mãn an trụ tất cả hạnh trí huệ báu, hoàn toàn thấu hiểu tất cả quán niệm, hy cầu các vọng tưởng quán các quan niệm về chúng sinh, pháp, cõi nước, phương vị, Phật, sáu căn, thời gian, thọ trì, phiền não, thanh tịnh, tu hành, thành công, hy vọng thấy Phật, chuyển bánh xe pháp, và quan niệm, nghe pháp, hiểu biết rõ, điều phục thân tâm, chúng sinh, quan niệm về vô lượng xuất ly, đủ thứ bậc Phật, bậc Bồ Tát, vô lượng bậc. Tưởng Bồ Tát biết rõ, tưởng Bồ Tát tu tập, tưởng Bồ Tát tam muội, tưởng khởi Bồ Tát tam muội, tưởng Bồ Tát thành, tưởng Bồ Tát hoại, tưởng Bồ Tát diệt, tưởng Bồ Tát sinh, tưởng Bồ Tát giải thoát, tưởng Bồ Tát tự tại, Bồ Tát trụ trì, tưởng Bồ Tát cảnh giới, tưởng tiếp thành hoại, tưởng sáng, tưởng tối, tưởng ngày, tưởng đêm, tưởng nửa tháng, một giờ, một năm thay đổi, tưởng đi, tưởng đến, tưởng đứng, tưởng ngồi, tưởng ngủ, tưởng thức, các tưởng như vậy. Ở trong một niệm thầy đều biết rõ, mà lìa tất cả tưởng chẳng có sự phân biệt, dứt trừ tất cả chướng, không chỗ chấp trước. Tất cả trí huệ của Phật dung mãn trong tâm, tất cả Phật pháp nơi lớn căn lành, cùng đồng một thân với các Như Lai, được tất cả chư Phật nhiếp thọ, lìa cấu bẩn được thanh tịnh, theo tu học tất cả Phật pháp đến được bờ bên kia. Các quan niệm sự biết tu hành tam muội khỏi tam muội của Bồ Tát, và các quan niệm thành hoại diệt sinh của Bồ Tát, các quan niệm giải thoát tự tại trụ trì cảnh giới của Bồ Tát, quan niệm về kiếp thành hoại của tất cả thế giới, quán phân biệt về sáng tối ngày đêm,
Quan niệm về sự biến hóa nửa tháng, một mùa, một năm, cùng với sự quan niệm đi đến, đứng, ngồi, ngủ thức, vân vân, đồ thức, các quan niệm như vậy, tâm phân biệt với 52 thứ tâm phân biệt.